Tuy là tôi nghèo tiền, nghèo bạc, chứ không có nghĩa là tôi sẽ nghèo luôn chữ tình, chữ nghĩa, cũng chẳng phải nghèo luôn nghị lực. Chẳng qua là tôi không muốn vì ai mà phải xem sắc mặt của họ để mà sống, mà làm. Tôi chẳng cho không ai, cũng chẳng có ai mà cho không tôi thứ gì ngoài cha, ngoài mẹ của tôi cả. Vì vậy, nếu như sống tử tế, thì tôi cũng sẽ thay thế bằng sự nhẹ nhàng. Còn không thì tôi cũng mặc kệ. Cuộc sống mà, người thương thì ít mà người ghét thì nhiều. Trên đời này không thiếu điều phải tập chấp nhận. Lặng nhìn dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền, bạn bè sang ngã yêu thương phơi phai cũng bởi tiền. Sống có khi đục trong cũng giống như con người, dù thật thế nhưng đâu chắc mai không sao sáng. Đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường, rồi ngày mai sao chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn. Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời, cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi. Người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai, cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời. Còn người cười chế trong cơn nguy nan ta là ai, thì ta nhớ để rồi một ngày mình đổi khác. Đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang, vì có mấy ai sinh ra trong những gấm lụa là ta hãy thương đời ta.